cả các bản tin xe một cách 24 giờ. Quay Alpha phiên bản siêu cứng cáp với nhiều đồ chơi đậm đà. Quay Alpha 100 là dòng xe số tự động được Honda tung ra thị trường từ lâu, đã qua rất nhiều phiên bản nâng cấp khác nhau. Nhưng dưới nhiều người đam mê cái dòng xe số này, Quay Alpha là mẫu xe đơn giản, đẹp nhưng cũng hiện đại, thích với những giới trẻ đam mê sự đơn giản mà cứng cáp. Quay Alpha độ rất nhiều đồ chơi khiến chiếc xe trở nên cứng cáp từng góc nhìn. Chiếc xe này nhìn quá cứng cáp mạnh mẽ như là siêu nhân bản. Quay Alpha độ với tà thắng CR đi kèm với rất nhiều chú ốc rô ti xanh. Sẽ được chế lại cái thắng đĩa trước cho an toàn, hiện đại hơn so với cái thắng đùm nguyên bản. Đi kèm với dòng Morin cộng với vài chú ốc rô ti xinh xắn. Cổ bô titan biến màu từng khúc nhẹ nhàng nhưng mà cứng cáp. Gác chân nhôm, do gà dài. Phục sau được độ lại đầy cứng cáp và cơ bắp hơn chứ có phục rất đều. Exciter 2006 kiển len kèn của Baker Đồng Tháp là dòng xe khởi đầu của nhà sản xuất Yamaha. Qua rất nhiều thế hệ trở này thì Exciter đã có nhiều bước ngoặt thành công nhất dốc dáng ở phân khúc. Tuy nhiên với các lão luyện dân chơi xe yêu thích tự hài hòa học thì Exciter 2006 là một dòng xe được rất nhiều nhắc đến khá nhiều. Muốn tạo ra sự mới mẻ cho con chiến mã của mình, nhiều bản độ dần dần được ở đời từ nhẹ nhàng đâm hố. Và tương tự dưới đây, chiếc Exciter 2006 độ được tạo cho mình một bước ngoặt nhẹ nhàng nhưng đầy ấn tượng. Khóa trên bộ áo nó bật với sự nhẹ nhàng mang phong cách Spark. Yên xe được gọt lại với kiểu dáng là hai tầng, tạo sự góc cạnh cũng như sự êm ái hơn so với Zin. Dàn chân thon gọn cứng cáp với cái niềng Sugi mờ cùng với căm tròn mỏ rơm siêu bóng. Góc nhìn để bí ẩn có thể đón được với cái đĩa gaffer dây dầu Morin màu xanh rất là bật, cùng với chụp cốc CNC màu cam đồng màu với ốc bò chất tì. Phuộc Racing Boy giúp cải thiện độ nhúng êm ái hơn so với Zin. Đĩa tải nhôm CNC ánh vàng là cực đẹp. Ống xả nguyên thủy được tăng thêm cái độ thẩm mỹ với cái ốp bắc panel. Góc nhìn tổng thể với càng hắn chất tì màu cam. Cảm ơn bạn theo dõi clip này, hẹn gặp lại tiếp, nhớ like, share, subscribe.